Em chào bác, em Lâm đây, lại tiếp tục lên bếp ga Hàng Bắc đây. Thì giờ thì giá ga đang đắt, thì nhiều bác có xu hướng dùng sang bếp từ. Nhưng các bác không hiểu là dùng bếp ga Nhật thì nó tiết kiệm hơn bếp ga Việt Nam rất là nhiều luôn. Đấy, mấy hôm nay thì bếp ga cũng túc tắc bán lại được rồi. Bởi vì các bác dùng bếp ga Nhật thì các bác sẽ phản hồi rất là tốt, tiết kiệm ga rất an toàn. Đấy, thì hôm nay em lại lên tiếp tục lên bếp ga cho bác. Trước mắt bác đây là một dòng bếp ga khá là nổi tiếng, là dòng Paloma. Dòng Paloma này ở bên Nhật thì là dòng bếp hầu như là dòng bếp cao cấp nhất, đấy, có thương hiệu nhất, đấy, nó thương hiệu hơn cả Zina. Đấy, nhiều bác thì thích Zina, nhiều bác thì thích Paloma, đấy, nó đủ các loại hãng khác nhau, nhưng mà theo em thì tất cả các hãng bếp ga thì hãng nào nó cũng bày. Đấy, thực ra em làm bếp ga cũng chưa thấy con nào hỏng cả. Thứ hai thì em đang còn ế rất nhiều, đấy, các bác giải cứu bếp ga của em mới, ế rất nhiều luôn, mặt men, mặt kính các kiểu, phím ấn, phím mạng rồi phun rồi vít. Đấy, bác nào cần những mẫu bếp nào thì cứ alo cho em. Đấy, thì không làm mất thời gian bác nữa, em quay luôn một cửa hàng nhà em luôn. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại cầu Giàng, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Em quay vào bếp luôn bác ơi. Đây, con này là con mặt men màu ghi rất là sạch. Đấy, mặt men nhé, phím ấn. Đây, chạm vào lên. Đấy, chạm vào lên. Lửa to. Đấy, khỏe. Hai bếp có hẹn giờ 3 giây không thu ga. Đây, mặt đèn đây. Bếp thì là bếp cũ nhưng chất bếp tương đối là đẹp. Đấy, hầu như mà không nói là đẹp tương đương gần như mới tầm con này thì đánh giá của em thì nó được tầm trên 90%. Đấy, bếp thì tăng giảm lửa đây. Đấy. Đấy. Còn đây thì là lò nướng. Lò nướng thì đây. Lò nướng thì đây. Đấy, lò nướng thì đã dùng rồi nhưng mà dùng rất ít thôi. Đây, lò nướng rất là sáng. Đấy, rất là sáng sủa, không han gì mục mọt gì đâu nhá. Đây, mặt tiền đây. Mặt tiền tương đối là đẹp. Đấy. Có những cái hạt chân kim với mối đốt này thì thật sự các bác không thể tránh được. Đấy, những hạt chân kim thì không tránh ở bếp cũ mà. Nhưng chất bếp nó còn tương đối là đẹp. Em quay vào má luôn cho các bác đây. Má của nó là BAL41BL. Con này xuất xưởng tháng 7 năm 2017, bắt đầu xuất xưởng. Đấy. Cho nên là bếp thì khá là cao, đời rất là cao, chất bếp thì tương đối đẹp. Trước này thì em bán giá rất là bình dân. Đấy, bếp thì các bác yên tâm, đều phun hết 2 ti cảm biến nhé. Chống cháy này, đấy, chống gió này. Bệ ti đang nóng, sờ tay không được nó bỏng. Đấy, bếp đầy đủ nhé, phun hết 2 tính năng an toàn nhé. Chất bếp thì tương đối là đẹp, tầm trên 90%. Đấy, bác nào lấy trước này thì alo cho em. Trước này em bán giá là 2.600.000 đồng. Đấy, 2.600.000 đồng cho chiếc Paloma phím ấn đời cao tháng 7 năm 2017 này, giá thì có 2.600.000 đồng nhé. Giá trên đã bao gồm cho các bác tặng pin và tặng lưới trong chuột. Đấy, còn tiền phí ship thì các bác tự thanh toán, bác nào gần thì qua nhà mà lấy, bác nào xa thì em gửi xe, hoặc là không gửi được xe thì em sẽ gửi bưu điện. Đấy, bưu điện thì nó mất khoảng tầm trên 100. Đấy, còn các bác ở xa thuộc Việt Nam thì xác định nó rơi tầm trên 200 một chút. Bây giờ xăng nó lên thì giá dầu, giá xăng cái gì cũng lên, cước vận chuyển nó cũng lên. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Giá 2.600.000 đồng cho chiếc Paloma phím ấn mặt men màu ghi sáng đá, sản xuất vào tháng 7 năm 2017, bắt đầu xuất xưởng. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Chúng em kết thúc video đây nhé, chào bác.